Xin kính chào quý khán giả. Quý khán giả đang theo dõi bản tin Sáng miền Tây được phát trên báo Lao động. Sáng hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 9, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lễ hội kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại Kiên Giang. Bên cạnh phần lễ được giữ theo nghi thức truyền thống mỗi năm, phần hội năm nay sẽ có nhiều nét mới như giải Kiên Giang Wanderlust Marathon 2024, tuyên truyền nông thôn mới bằng hình thức đơn ca tài tử, diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thời điểm này, nông dân các tỉnh thành miền Tây đã rộn ràng thu hoạch vụ khóm. Mức giá 11-14 ngàn đồng trên một trái, cao hơn 3-4 ngàn đồng so với cùng kỳ, khiến nông dân phấn khởi. Được biết, để bán khóm được giá cao, nhiều năm nay, nông dân miền Tây thực hiện trồng khóm rải vụ, cho trái mùa nghịch nên có lợi nhuận cao. Theo dự báo của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng mạnh do lũ đầu nguồn đổ về tăng kết hợp với triều cường. Viện kiến nghị các địa phương cần có biện pháp đề phòng ngập úng. Ngoài ra, diễn biến thời tiết ngày càng biến đổi thất thường, nguy cơ tiếp tục xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới mạnh trong 2 tháng cuối mùa lũ. Vào mùa nước nổi, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã ngưng canh tác lúa, thay vào đó là quay lưới nuôi cá ngay trên đồng ruộng. Nhiều nông dân cho biết, nuôi cá theo mô hình này giúp ít tốn chi phí thức ăn, hạn chế các mầm bệnh từ vụ lúa trước đó, tăng phù sa, tiết kiệm chi phí sản xuất. Thưa quý khán giả, do giá đất tái định cư quá cao nên nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau lâm cảnh hoang mang, bế tắc, thậm chí có trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Là hộ dân bị ảnh hưởng toàn bộ diện tích đất khoảng 3.000 m2 bởi dự án đường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, ông Lức và nhiều hộ dân nơi đây cho rằng khi ra nơi ở mới, cuộc sống của họ gặp khó vì giá nền tái định cư quá cao. Chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở cũ. Mà coi như là tôi thấy là cái vấn đề á, cơ sở hạ tầng rồi đường xá thì tốt thiệt, nhưng mà cuộc sống của bà con không tốt. Là tất cả là bà con, là chứ không phải riêng mình anh tôi. Ra đây thì đóng cơ sở hạ tầng, cắt nhà cắt cửa, coi như trắng tay làm sao tốt được. Giá tới 14 triệu 500 ngàn đồng trên 1 m2 thì thử hỏi người dân này lấy đâu ra được cái tiền đó để mà đóng. Không có cách nào để mà đóng được cho nhà nước hết. Thì mong rằng là các cơ quan chức năng của nhà nước phải xem xét kỹ lại để cho có cái giá phù hợp để người dân ta an cư lạc nghiệp. Thì hướng tới chắc tham mưu cho ủy ban quận tổng hợp tất cả ý kiến kiến nghị thành phố chắc để có hướng xem xét giải quyết để bà con mình đồng thuận để hợp tác chứ kiểu này là giá thấy quá. Thật ra bà con phản ánh nó cũng phù hợp, cũng đúng thôi. Người dân khu tái định cư cho biết không đủ tiền đóng thì đồng nghĩa với việc họ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân chịu nhiều thiệt thòi, nhà cửa không có đầy đủ pháp lý, không thể thế chấp vay vốn để phát triển kinh doanh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Sáng miền Tây của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.